BB đọc đề 15 x 15 x trừ nhiêu 9 x cộng nhiêu 2 x 2 x bằng 72. Nghe kỹ nè, nghe cái chỗ này đã biết nè. 15 x giống như 15 con gà, chốt chưa? Trừ đi trứng đi, trừ trứng con gà. 15 con gà trừ đi trứng con gà còn mấy con gà? 15 chữ. Trừ 15 trứng rồi. Là nhiêu? Mấy con còn mấy con? Là 6. 6 con rồi, cộng thêm 2 con nữa. 8 con. 8 con gà rồi, 8 x. Chốt cho đó chưa? Còn bên này bạn 7 rồi. 72 viết lại. Kẹp. Có kẹp chưa? Kẹp bước này chưa? Có kẹp không? Có Thầy nhắc kẹp chưa? Để biết tiếp nè. thấy hơi gói. Khi gói hả? Chút chặn lại. Dấu này không có là dấu nhân nha không? Nhân chuyển qua thành gì? Chia. Rồi xong. Vậy là yết nè. Nhớ chuyển qua rồi mất giùm người ta. Đừng có viết nữa nè. 72 chia cho 8. Vậy yết bằng 72 chia 8 bao nhiêu? 9. Chuyện kết luận vậy. Thầy bạn hay kết luận vậy. Yết là Chín. chính thầy bạn nha đó.